Tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 được thị xã Bến Cát tổ chức sáng nay, các đại biểu và đông đảo nhân dân nghe triển khai ý nghĩa thông điệp của Ngày Môi trường Thế giới năm nay và việc cần thiết phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bến Cát đã nhận bàn giao 1.000 cây xanh từ nhóm thiện nguyện xã An Tây và phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ 8 xã phường thực hiện mô hình mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở một công trình xanh, đồng thời trao tặng túi xách sử dụng nhiều lần thay cho túi nhựa.